Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 11 gồm có Trước hết là thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành Kế đến là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Và cuối cùng là một điểm sách Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành Nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ sáu Kính thưa quý thính giả Lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 13 tháng 11 Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaero cùng với rất đông những người nghèo nhân ngày thế giới người nghèo lần thứ sáu. Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ Chúa Nhật 33 thường niên. Trong bài giảng, Ngài giải thích bài đọc tin mừng về nhiều người nói về vẻ đẹp bên ngoài của đền thờ và trầm trồ với những phiến đá của đền thờ. Còn Đức giêsu lại hướng sự chú ý của chúng ta đến những biến cố tai họa và thảm kịch đánh dấu dòng lịch sử nhân loại. Ngài khẳng định, đền thờ nào được xây dựng bởi bàn tay con người rồi cũng qua thôi, Giống như tất cả những công trình khác trên thế giới này, điều quan trọng là cần biết phân định về thời gian mà chúng ta đang sống để luôn là những người môn đệ trung thành của tin mừng ngay giữa lòng những biến cố thăng trầm đau khổ của lịch sử. Đức thánh cha triển khai bài giảng với hai điều Chúa Giêsu đã nói trong bài tin mừng, đó là đừng để mình bị lừa dối và hãy làm chứng. Đức thánh cha nói

Đừng để mình bị lừa dối, sẽ có nhiều người nhân danh Thầy mà nói chính ta đây hoặc thời điểm đã đến rồi, đừng theo họ. Đức Giêsu còn thêm, khi anh em nghe nói có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi. Điều này vào thời điểm này làm cho chúng ta an tâm. Vậy Đức Giêsu muốn giải thoát chúng ta khỏi sự lừa dối nào? người muốn giải thoát chúng ta khỏi cám dỗ đọc những thảm kịch bi đát nhất theo cách mê tín dị đoan như thể ngày tận thế đã đến gần rồi và những nỗ lực dấn thân của chúng ta cũng chẳng còn có thể mang lại điều gì tốt đẹp nữa nếu nghĩ theo hướng này chúng ta sẽ buông mình cho nỗi sợ hãi lèo lái chúng ta với nỗi sợ ấy có lẽ chúng ta sẽ tò mò lao mình tìm kiếm những câu trả lời bệnh hoạn từ tử vi bói toán đồng bóng là những điều đang có đầy rẫy trong cuộc sống của chúng ta ngày nay nhiều khi tô hữu tìm đến bói toán tử vi như thể đó là tiếng nói của thiên chúa hoặc chúng ta sẽ chạy theo những lý thuyết ảo tưởng được tung ra bởi những người tự xưng mình là đấng cứu thế nhưng lại ngầm chứa đầy mưu mẹo và hủy hoại. Không có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tất cả những điều ấy. Chúa Giêsu cảnh tỉnh chúng ta đừng để mình bị lừa dối, đừng để mình bị hoa mắt bởi những sự tò mò cả tin. Đừng đối diện với những biến cố xảy ra trong tâm thế sợ hãi. Nhưng trước hết, hãy học cách đọc mọi biến cố bằng cặp mắt đức tin. Hãy xác tín rằng ở gần Thiên Chúa thì ngay cả một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Nếu đúng là lịch sử nhân loại đã được đánh dấu bởi vô số những biến cố thảm kịch, cùng với những tình huống bi đát của chiến tranh loạn lạc và tai họa, Đức giê -xu vẫn khẳng định rằng tất cả những điều này không phải là điểm kết. Tất cả những điều này không nên là nguyên do khiến cho chúng ta bị tê liệt trong nỗi sợ hãi, hoặc đẩy chúng ta trốn tránh trong lời biện hộ rằng tất cả đã mất hết rồi, và mọi nỗ lực trong đời chúng ta đều vô ích. Môn đệ của Chúa là những người không để cho mình bị tê liệt trong nỗi cam chịu, không ẩn trốn trong sự nhát đàm, kể cả trong những tình huống khó khăn nhất. Bởi vì Thiên Chúa của họ là một vị Thiên Chúa của sự phục sinh, của niềm hy vọng là đấng luôn nhấn mạnh rằng với người, chúng ta có thể ngẩng cao đầu, làm lại và bắt đầu lại từ đầu. Thế thì trước khó khăn thử thách một người kitô hữu cần luôn tự vấn mình như thế này thiên chúa đang nói gì với chúng ta ngang qua giây phút khủng hoảng này hôm nay tôi cũng đặt câu hỏi này chúa nói với chúng ta điều gì trước một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba này trước những biến cố tiêu cực đang diễn ra mang lại nghèo đói và đau khổ người ấy sẽ tự hỏi mình đâu là điều tốt tôi có thể làm một cách cụ thể đừng chạy trốn nhưng hãy tự hỏi chúa muốn nói gì với tôi và tôi có thể làm gì cho sự thiện. Thế nên chúng ta hiểu tại sao ngay sau lời dạy, đừng để mình bị lừa dối. Đức giê -xu hướng chúng ta đến một lời dạy tích cực. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. Cơ hội để làm chứng. Tôi muốn nhấn mạnh đến chữ này. Cơ hội. Có nghĩa là dịp tốt để có thể làm điều gì đó tốt đẹp. Khởi đi từ chính những tình huống không tốt đẹp của cuộc sống. Đây là một nghệ thuật đặc trưng của Kitô Tô giáo. Chúng ta không chỉ dừng lại như nạn nhân của những gì xảy ra, nhưng chúng ta đón nhận những cơ hội hàm chứa trong tất cả những gì đang xảy ra. Chúng ta nhìn ra những mặt tốt và tin rằng có thể xây dựng lại, khởi đi từ những tình huống tiêu cực. Mỗi khủng hoảng mở ra một khả thể mới và mang đến một cơ hội để lớn lên nhưng thần dữ đẩy chúng ta đi đâu với khủng hoảng này? Nó muốn chúng ta biến khủng hoảng thành xung đột và luôn luôn đóng lại, khôn lối thoát. Không, chúng ta sống khủng hoảng như những con người, như những Kitô hữu, nhưng không biến nó thành xung đột. Chúng ta sẽ hiểu điều này nếu chúng ta đọc lại những biến cố trong cuộc đời mình, trong cuộc sống. Thường thì những bước tiến quan trọng đều khởi đi từ những kinh nghiệm khủng hoảng, thử thách, mất quyền điều khiển và mất sự an toàn chắc chắn. Thế thì chúng ta có thể hiểu lời mời gọi mà Đức Giêsu hôm nay ngỏ với tôi, với bạn, với mỗi người trong chúng ta. Khi chung quanh mình là những biến cố đau thương, khi chiến tranh và xung đột có vẻ đang lớn ác, khi mà động đất, đói kém, bệnh dịch đang xảy ra, chính bạn bạn đang làm gì bạn làm ngơ để khỏi phải suy nghĩ bạn lo giải trí vui chơi để trốn tránh việc dấn thân bạn quay lưng đi để khỏi phải nhìn thấy bạn thoái lui và cam chịu trước những gì xảy ra hay những điều xảy ra đó có thể trở thành cơ hội để bạn làm chứng cho tin mừng không ngày nay mỗi chúng ta phải tự hỏi trước bao nhiêu tai họa Trước cuộc chiến tranh thế giới thứ ba quá tàn khốc, trước cái đói của bao trẻ em, của biết bao người, tôi có thể phung phí, lãng phí tiền bạc, lãng phí cuộc sống, lãng phí ý nghĩa cuộc sống của tôi mà không có can đảm và bước tiếp không? Anh chị em thân mến, trong ngày quốc tế người nghèo này, lời của Chúa Giêsu vang lên mạnh mẽ như một tiếng động cơ phá vỡ chứng điếc lát nội tâm là chứng bệnh khiến chúng ta không còn nghe thấy tiếng kêu đau khổ bị bóp nghẹt của những anh chị em nghèo khổ nhất. Ngày nay, chúng ta đang sống trong những xã hội đầy thương tích và chúng ta phải chứng kiến điều mà Tin mừng hôm nay nói với chúng ta, những cảnh bạo lực, bất công, bách hại. Chúng ta phải đối diện với cuộc khủng hoảng này do biến đổi khí hậu và bệnh dịch là những tai họa còn để lại nhiều hậu quả tiêu cực, không chỉ về mặt thể lý mà còn tâm lý kinh tế, xã hội. Ngày hôm nay, chúng ta thấy dân này nổi lại chống lại dân kia. Chúng ta lo lắng khi chứng kiến các cuộc chiến tranh và xung đột leo thang cách mạnh mẽ, khiến cho nhiều người vô tội phải chết và nọc độc của thù hận tràn lan. Hơn bao giờ hết, ngày hôm nay chúng ta đang nhìn thấy vô số anh chị em phải di cư để kiếm một niềm hy vọng. Họ cố gắng rồi lại bị vùi dập. Nhiều người đang phải sống trong tình trạng bấp bênh vì thiếu công ăn việc làm phải làm việc trong những điều kiện bất công và phi nhân. Ngày nay, người nghèo luôn là nạn nhân chịu nhiều thiệt thòi nhất trong mọi cuộc khủng hoảng. Nhưng nếu trái tim của chúng ta đã bị bóp nghẹt và trở nên thờ ơ, chúng ta sẽ không còn có thể nghe thấy tiếng kêu rên yếu ớt của họ, không còn có thể khóc cùng họ và cho họ, không còn có thể nhìn ra bao nhiêu nỗi cô đơn và lo lắng trong những góc khuất bị quên lãng trong chính thành phố của chúng ta. Chúng ta hãy gióng lên tiếng chuông mạnh mẽ và rõ ràng từ lời tin mừng. Đừng để mình bị lừa dối. Chúng ta đừng nghe những lời ngôn sứ giả chuyên loan báo tai họa. Chúng ta đừng để mình bị mê hoặc bởi tiếng còi réo của chủ nghĩa dân túy, chuyên lợi dụng những nhu cầu của người ta để đưa ra những giải pháp dễ dãi và vội vã. Chúng ta đừng bước theo những đấng cứu thế giả tạo là những kẻ nhân danh lợi nhuận để đưa ra những công thức thật ra chỉ làm lợi cho một số ít người và đẩy người nghèo dạt ra bên lề. Ngược lại, chúng ta hãy làm chứng, chúng ta hãy thắp lên ngọn nến hy vọng giữa bóng đêm, giữa những tình huống bi thảm, chúng ta hãy đón nhận cơ hội làm chứng cho tin mừng về niềm vui và hãy xây dựng một thế giới huynh đệ hơn. Chúng ta hãy can đảm dấn thân cho công bằng, công lý và hòa bình, hãy đứng về phía những người yếu đuối nhất. Đừng chạy trốn khỏi lịch sử chỉ để bảo vệ chính mình, nhưng hãy chiến đấu để cho lịch sử này một dung mạo khác biệt hơn. Chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh cho cuộc chiến này từ đâu? Từ việc đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha và là Đấng hằng tỉnh thức gìn giữ chúng ta. Nếu chúng ta mở cửa trái tim cho người, người sẽ giúp chúng ta lớn lên trong khả năng yêu thương. Sau khi đã nói về những cảnh bạo lực khủng khiếp, Đức Giêsu đã kết luận thế này một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đi đây là lời mà chúng ta nên lặp lại luôn luôn nhất là trong những giây phút đau đớn nhất thiên chúa là cha và luôn ở cạnh tôi người biết tôi và yêu tôi người hằng gìn giữ tôi và chẳng ngủ quên bao giờ người chăm sóc cho tôi và chẳng một sợi tóc nào trên đầu của tôi bị mất đi còn tôi tôi đáp lại điều này thế nào Hãy nhìn vào những anh chị em thiếu thốn, nhìn vào văn hóa vứt bỏ này, vứt bỏ những người nghèo, những người ít có cơ hội, vứt bỏ những người già, những trẻ chưa được sinh ra, vứt bỏ tất cả. Hãy nhìn vào tất cả những điều này và tự hỏi xem, tôi có thể làm gì trong lúc này với tư cách là Kitô hữu, là những người được Thiên Chúa yêu thương? chúng ta hãy quyết tâm yêu thương những người con cái của thiên chúa bị ruồng bỏ chúa ở đó có một truyền thống lâu đời mà ngay cả ngày nay ở một số ngôi làng của ý vẫn còn giữ là bữa tối giáng sinh người ta để lại một chỗ trống cho chúa đấng chắc chắn sẽ gõ cửa ngang qua một người nghèo đang gặp khó khăn trái tim của bạn luôn có chỗ trống cho những người đó không Trái tim tôi có một chỗ sẵn cho những người đó, hay chúng ta quá bận rộn với bạn bè, những sự kiện xã hội, những nghĩa vụ. Là những người được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta hãy quyết tâm yêu thương những người con cái của Thiên Chúa bị ruồng bỏ và hãy chăm sóc người nghèo. Đức Giêsu đấng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta đang hiện diện trong họ. Chúng ta hãy mang lấy cảm thức trách nhiệm với chính họ để không một sợi tóc nào của họ bị mất đi chúng ta hãy đừng biến mình trở nên giống như những kẻ mà tin mừng hôm nay kể lại họ đứng đó trầm trồ trước vẻ đẹp của những tiếng đá đền thờ nhưng lại không nhận ra những đền thờ đích thực của thiên chúa là chính con người đặc biệt là những người nghèo chính nơi gương mặt của những người nghèo nơi lịch sử cuộc đời họ nơi những thương tích của họ có sự hiện diện của Đức Giêsu. Chính Đức Giêsu đã nói như thế. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng, thánh lễ tiếp tục và sau thánh lễ tại Đại Thánh Đường Phaolô sáu, khoảng một nghìn ba trăm người nghèo được phục vụ một bữa ăn nóng. Trong khi tại quảng trường Thánh Phe-rô, một phòng khám lưu động để khám sức khỏe và chăm sóc y tế miễn phí cho những người nghèo vẫn hoạt động trong những ngày này. Vatican News tiếng Việt Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 11, sau khi dân thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaero nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 6, Đức Thánh Cha Francisco đã đến cửa sổ dinh Tông tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu đang hiện diện tại Quảng trường Thánh Phê-rô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn. Ngài nói: <laughs> Anh chị em thân mến, chào anh chị em, chúc Chúa nhật tốt lành. Bài tin mừng hôm nay dẫn chúng ta lên Jerusalem đến nơi thánh thiên nhất, đó là đền thờ. Tại đó, xung quanh Chúa Giêsu một số người đã nói với nhau về sự lộng lẫy nguyên Nga được trang trí bằng những phiến đá rất đẹp. Nhưng Chúa khẳng định, những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Sau đó, Ngài cảnh báo bằng việc giải thích sự sụp đổ trong thế giới, sẽ có chiến tranh loạn lạc, động đất và đói kém, dịch bệnh và bắt bớ, người nhắc chúng ta đừng quá tin tưởng vào những thực tại trần thế những thực tại này sẽ qua đi đây là những lời khôn ngoan nhưng có thể làm cho chúng ta có một chút cay đắng nhiều việc đã bị sai tại sao chúa lại nói những điều tiêu cực như vậy trong thực tế mục đích của chúa không phải là tiêu cực mà là một điều khác người cho chúng ta một lời dạy quý giá đó là thoát ra khỏi tất cả những sự bất bênh này và đâu là lối thoát làm sao chúng ta có thể thoát ra những thực tại qua đi này. Nó nằm trong một từ mà có lẽ khiến chúng ta ngạc nhiên. Chúa Kitô bày tỏ điều đó trong câu cuối cùng của bài tin mừng khi người nói Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình. Kiên trì đó là gì? Từ này nó lên điều rất nghiêm túc. Nhưng nghiêm túc theo nghĩa nào? Với bản thân, có mình là thấp kém? Không. Với những người khác, trở nên nghiêm khắc và cứng rắn? Cũng không. Chúa Giêsu yêu cầu phải nghiêm túc, trung thành và kiên trì trong những gì quan trọng đối với chúng ta. Bởi vì những gì thật sự quan trọng nhiều khi không trùng khớp với những gì thu hút sự quan tâm của chúng ta. Thông thường, giống như những người ở trong đền thờ, chúng ta ưu tiên những công việc của chúng ta, những thành công của chúng ta, những truyền thống tôn giáo và dân sự, những biểu tượng thiên liêng và xã hội của chúng ta. Đây là điều tốt, nhưng chúng ta quá ưu tiên cho nó, những điều này là quan trọng, nhưng chúng sẽ qua đi. Thay vào đó, Chúa Giêsu nói chúng ta hãy tập trung vào những gì còn tồn tại, tránh dành cả cuộc đời để xây dựng một thứ gì đó sẽ bị phá hủy như đền thờ đó, mà lại quên xây dựng những gì không sụp đổ, xây dựng dựa trên lời của người, dựa trên tình yêu và điều tốt lành. Vì vậy, kiên trì là xây dựng điều tốt lành mỗi ngày. Kiên trì là không ngừng hướng tới những điều tốt lành, Đặc biệt là khi thực tế xung quanh chúng ta lại thúc chúng ta làm điều khác. Chúng ta hãy xem một số ví dụ. Tôi biết rằng cầu nguyện là quan trọng, nhưng tôi cũng như người khác, luôn có những việc phải làm và vì vậy tôi trì hoãn. Hoặc tôi thấy những người ranh mãnh tận dụng các tình huống, luồn lách các quy tắc và tôi cũng làm y như vậy, không tuân thủ các luật lệ, bỏ sự kiên trì với công lý và pháp luật. Hoặc ví dụ khác tôi phục vụ trong giáo hội cho cộng đoàn cho người nghèo nhưng tôi thấy nhiều người trong thời gian rảnh rỗi chỉ nghĩ đến vui chơi và sau đó tôi cũng cảm thấy muốn từ bỏ và làm như họ ngược lại kiên trì là duy trì những điều tốt đẹp chúng ta hãy tự hỏi sự kiên trì của tôi thế nào tôi có bền lòng sống đức tin công bằng và bác ái theo thời điểm tôi có vui lòng làm khi người ta tỏ lòng biết ơn trong khi nếu người ta không cảm ơn tôi tôi nản lòng và từ bỏ tóm lại, việc cầu nguyện và sự phục vụ của tôi phụ thuộc vào hoàn cảnh hay vào một con tim kiên vững trong Chúa. Chúa Giêsu nhắc chúng ta, nếu chúng ta kiên trì, chúng ta không có gì phải sợ hãi, ngay cả trong những biến cố đau buồn và tồi tệ nhất của cuộc sống, thậm chí về những điều xấu mà chúng ta thấy xung quanh chúng ta hàng ngày. Bởi vì chúng ta luôn đặt nền trên điều thiện. Dostoevsky đã viết, đừng sợ tội lỗi của loài người, hãy yêu thương con người ngay cả với tội lỗi của họ, bởi vì sự phản chiếu này của tình yêu Thiên Chúa là đỉnh cao của tình yêu trên mặt đất kiên trì là sự phản chiếu trong thế giới tình yêu của Thiên Chúa bởi vì tình yêu của Chúa là trung tín kiên trì và không bao giờ thay đổi Xin Đức Mẹ tôi tớ kiên trì cầu nguyện của Chúa nâng đỡ chúng ta kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha <laughs> et concepit del Spiritus Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Eccentilla Domini, fiat mii, secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il Verbo, caro fattum, est. E habitat in tenobis. Ave Maria, Grazia plena, Dominus tecum, benedita tu Mulleribus, e benedito fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa dei Genitri, di ci amo, promissioni, vos Cristo. Benedica vos, Omnipotateus, Pater, Filius e Spirito Santos. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc rằng, ngày mai kỷ niệm một năm khởi động của nền tảng hành động Laudato Si để mời gọi hoán cải sinh thái và lối sống của chúng ta. Đức Thánh Cha cảm ơn sáng kiến này với hơn 6.000 người tham gia, bao gồm cả các cá nhân, lẫn gia đình, hiệp hội, các công ty, các cơ sở tôn giáo, văn hóa và y tế. Đây là một hành trình khởi đầu của một chương trình hành động 7 năm để đáp lại tiếng kêu của trái đất và của người nghèo. Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người dấn thân cụ thể để chăm sóc thụ tạo vì tương lai của nhân loại. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, trong viễn tượng này tôi muốn nhắc đến hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 đang diễn ra tại Ai Cập. Tôi hy vọng rằng các bước tiếp theo sẽ được thực hiện với lòng dũng cảm và quyết tâm sau Hiệp định Paris. Sau khi chào các tín hữu, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Bon pranzo e arrivederci. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách. Giới thiệu sách Như làn rẽ sóng của một con tàu đẹp. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị kỳ tô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả! Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Như làn rẽ sóng của một con tàu đẹp của tác giả Đức Hùng Iraniero Cantalamessa Và được chuyển ngữ bởi Linh Mục Mikae Trần Đình Quảng Kính thưa quý thính giả Tác phẩm nhỏ này tập hợp những bài suy niệm của tác giả ở Phủ Giáo Hoàng Trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 Trong các mùa vọng năm 2010 và 2011 Với mục đích đóng góp một phần nhỏ vào nỗ lực tái phúc âm hóa thế giới Một công cuộc ngày nay đang huy động toàn lực giáo hội Tựa đề mà tác giả chọn cho cuốn sách nhỏ này lấy cảm hứng từ một hình ảnh của Charles P. White nói về kinh nghiệm Kitô giáo như làn rẽ sóng của một con tàu xinh đẹp bắt đầu bằng một điểm hai bàn tay chấp lại của Đức Giêsu và mở rộng cho đến khi mất hút tận chân trời hình ảnh này áp dụng ở đây cho việc rao giảng của giáo hội cũng bắt đầu bằng một điểm việc loan báo phúc âm là việc phát triển theo thời gian và không gian cho đến khi cung cấp cho chúng ta một nguồn rất phong phú về giáo lý luật pháp và thể chế nhưng phải không ngừng bắt đầu lại từ điểm này. Giờ đây chúng ta cùng đi vào phần nội dung của cuốn sách Trong đề mục Gieo hạt rồi đi ngủ Tác giả viết Điều mà các sử gia nghiên cứu về nguồn gốc kỳ tô giáo đã không ghi nhận hoặc coi là không quan trọng là sự tin chắc không lay chuyển mà những kỳ tô hữu ngày xưa ít ra những phần tử ưu tú trong số họ đã có về sự tốt đẹp và chiến thắng cuối cùng cho chính nghĩa của họ. Các ông có thể giết chết chúng tôi nhưng làm hại được chúng tôi thì không bao giờ. Thánh Justino tử đạo đã nói trong tác phẩm Apologia gửi hoàng đế Roma. Cuối cùng, chính sự tin chắc này đã đảm bảo cho họ chiến thắng, đã thuyết phục giới cầm quyền chính trị hiểu rằng những nỗ lực của họ nhằm loại bỏ đức tin Kitô giáo là vô ích. Theo tác giả, đây là điều chúng ta cần nhất ngày nay, đánh thức nơi các Kitô tô hữu, ít nhất là nơi những người muốn hiến mình cho công cuộc tân phúc âm hóa sự tin chắc thâm sâu về chân lý của những gì họ loan báo chúng ta phải là những người đầu tiên tin vào những gì chúng ta loan báo thật tin vào điều đó cùng với phao lô chúng ta phải là những người đầu tiên tin vào những gì chúng ta loan báo thật sự tin vào điều đó cùng với phao lô chúng ta có thể nói rằng vì có được cùng một lòng tin như đã chép tôi đã tin nên tôi mới nói vì chúng tôi cũng tin nên chúng tôi mới nói sự thành công của công cuộc tân phúc âm hóa sẽ tùy thuộc vào phẩm chất đức tin mà cuối cùng người ta xây dựng được trong giáo hội, nơi chính những người rao giảng phúc âm. Đúng là chúng ta thấy trước mắt một thế giới bị chủ thuyết thế tục giam hãm, xây xưa với những thành công của kỹ thuật và những khả năng do khoa học cung cấp, chống lại bất cứ việc công bố phúc âm nào. Nhưng thế giới như những Kitô tô hữu đầu tiên đã thấy, tức là văn hóa Hy Lạp đầy khôn ngoan và đế quốc Roma đầy quyền lực, liệu có ít chắc chắn hơn về bản thân và ít dị ứng hơn với phúc âm không? Nhiệm vụ cụ thể mà Đức Giêsu giao phó cho chúng ta qua hai dụ ngôn trên là gieo hạt, gieo đầy tay, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Người gieo trong dụ ngôn ra đi gieo hạt, không quan tâm đến việc một phần hạt giống rơi trên đường và một phần khác rơi vào bụi gai. Cứ nói thẳng ra, người gieo giống này bên ngoài dụ ngôn chính là Đức Giêsu. Vì trong trường hợp này, người ta không thể biết trước đâu sẽ là mảnh đất tốt hay cứng như nhựa đường và bóp nghẹt như bụi gai Chính đây là chỗ tùy thuộc vào sự tự do của con người mà con người không thể tiên liệu và thiên chúa lại không muốn vi phạm Vì vậy, cứ gieo hạt rồi đi ngủ Nói cách khác, cứ gieo hạt nhưng đừng ngồi đó suốt ngày để xem và đánh giá kết quả Hạt bén rễ và tăng trưởng không phải là việc của chúng ta nhưng là của chúa và của người nghe Do đó, giống như làn rẽ sóng của một con tàu đẹp tác giả viết, tôi đã nói rằng qua nhiều thế kỷ, các người đón nhận lời loan báo đã thay đổi, nhưng chính lời loan báo thì không. Tuy nhiên, tôi phải làm rõ câu quả quyết cuối cùng này. Đúng là điều cốt yếu của lời loan báo thì không thể thay đổi, nhưng cách trình bày, những ưu tiên, điểm xuất phát của chúng ta trong việc loan báo này có thể và phải thay đổi. Đức giê -xu không chỉ là đối tượng của lời giáo hội loan báo, sự việc được giáo hội loan báo. Hãy cẩn thận đừng giàn lược ngài như chỉ có vậy mà thôi. Làm như thế là quên đi sự phục sinh của Ngài. Trong lời loan báo của giáo hội, chính Đức Giêsu Kitô phục sinh tiếp tục nói qua thần khí của Ngài. Ngài vẫn còn là chủ thể loan báo. Hãy tưởng tượng làn rẽ sóng của một con tàu. Làn rẽ bắt đầu bằng một điểm là mũi tàu. Điểm này mở rộng dần dần cho đến khi mất hút ở chân trời và cuối cùng chạm vào hai bờ biển đối diện nhau. Vậy lời rao giảng khởi đi từ đâu? Từ bất cứ điểm nào của làn rẽ nước hay từ đầu nhọn, sự phong phú lớn lao về giáo lý và định chế có thể trở thành một bất lợi nếu chúng ta sử dụng nó để giới thiệu bản thân cho những con người đã hoàn toàn mất liên lạc với giáo hội, không còn biết Đức Giêsu là ai. Hẳn giống như mặc cho đứa trẻ một trong những bộ đồ gấm vóc rộng thùng thình và nặng nề mà các giáo mục và linh mục mặc trong một số dịp nào đó, bộ đồ sẽ làm đứa trẻ bị ngộp. Người ta không chấp nhận Đức Giêsu dựa vào lời giáo hội, nhưng chấp nhận giáo hội dựa vào lời của Đức Giêsu. Giờ đây trong phần mục lục, phần mở đầu, tác giả muốn xác định bốn thời điểm được đánh dấu bằng sự tăng tốc hoặc nối lại việc dẫn thân truyền giáo. Đó là ba thế kỷ đầu tiên của đời sống Kitô Tô giáo, trong đó chúng ta chứng kiến những tầng lớp lớn của đế quốc Roma gia nhập đạo mà tác nhân chính là các giám mục. Từ thế kỷ thứ sáu đến thế kỷ thứ 9, chúng ta chứng kiến một cuộc tái phúc âm hóa châu Âu sau các cuộc xâm lăng của dân Manzi lần này là nhờ các đan sĩ. Trong phần thứ hai, khi tiếp tục suy tư về việc tân phúc âm hóa, chúng ta nghiên cứu một số thách thức lớn nhất mà việc loan báo phúc âm ngày nay phải đối mặt, chủ thuyết khoa học vô thần, chủ thuyết duy lý và việc thế tục hóa, trong khi vẫn nêu bật giải pháp mà Đức tin Kitô cho phép chúng ta đương đầu với mỗi chủ thuyết. Chúng ta cam kết đưa ra chìa khóa cho cuộc đối thoại hơn là luận chiến theo tinh thần giống như Phêrô. Trong lá thư đầu tiên khuyên bảo các Kitô hữu trả lời cho những ai chất vấn về niềm hy vọng của mình, cách hiền hòa và với sự kính trọng. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm như làn rẽ sóng của một con tàu đẹp có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. ダレットは絶好苦労しないかんチューデスウキドウ。